Ninh Dương Lan Ngọc, Độ Mì Xì bật mí thông tin kết hợp trong Liên Quân Mobile. Thông tin hợp tác giữa Ngọc Nữ Màn Ảnh Việt và Liên Quân Mobile đang tạo bất ngờ lớn cho cộng đồng game thủ cũng như các fan đồng đảo của Ninh Dương Lan Ngọc. Sự thật thú vị khi nó cho thấy sự tương đồng trong sức hấp dẫn giữa hai bên trong lĩnh vực hoạt động của mình. Cô bà Sài Gòn đang là ngôi sao hàng đầu V-Beat, có độ phủ sóng rộng khắp từ màn hình rộng đến truyền hình và sắp tới là ở mảng game. Liên Quân Mobile ghi dấu ấn đậm nét với sự đầu tư bài bản để tạo nên trò chơi MOBA Mobile số 1 Việt Nam suốt 4 năm qua. Theo đó, Ninh Dương Lan Ngọc sẽ cùng các game thủ xung trận trong Liên Quân với skin Mina trị đại lắm chiêu. Từ tạo hình ngoài đời thật đến nhân vật trong game đều thể hiện được nhiều nét tương đồng ấn tượng khi đề cao sự mạnh mẽ, tài năng cũng như vẻ đẹp quyến rũ của người phụ nữ. Ở phần bình luận, nhiều người dành lời khen đến Ninh Dương Lan Ngọc khi hóa thân thành nữ tướng trong tựa game Liên Quân Mobile. Cô được cho là đã thể hiện được đúng thần thái và nét kiêu sa của nhân vật. Bên cạnh đó, một số khác tỏ ra bất ngờ về ngoại hình có da có thịt so với mọi khi của nữ diễn viên. Để tạo nên trải nghiệm chiến game cùng Lan Ngọc chân thật và gần gũi nhất, chính cô sẽ tham gia lồng tiếng cho bộ phim Skin Mina chị đại lắm chiêu. Giọng nói âm hướng đậm chất riêng của ngôi sao hạng A và các câu nói trending được giới trẻ yêu thích chắc chắn sẽ khiến bất kỳ game thủ nào cũng thêm phần phấn khích khi cầm vị tướng Mina trong trang phục mới giành lấy chiến thắng và thứ hạng cao trong mùa giải này. Skin Mina chị đại lắm chiêu sẽ ra mắt vào ngày 7 tháng 3 tới đây. Khỏi phải nói, sự kết hợp này đã khiến fan của Lan Ngọc cũng như cộng đồng Liên Quân háo hức đến như nào. Trong dịp Tết vừa qua, Độ Mì Xì cũng là một trong những gương mặt cực hot xuất hiện trong một loạt các dự án quảng cáo của AOV Ma Lươn Mị Đi Xô trong Táo Liên Quân 2021, bản giáp độ tộc cực bắt tai trong sản phẩm của BB Trần và Hải Triều. Chính vì sự liên quan gián tiếp này, một khán giả khi xem livestream đã đặt câu hỏi cho Độ Mì Xì: "Anh thấy chị Ninh Dương Lan Ngọc thế nào? Em chẳng bao giờ tin có ngày hai idol của em có ngày collab với nhau, vui lắm ạ." Khi nhận được câu hỏi, Độ Mì Xì cho rằng mình chưa bao giờ collab với Ninh Dương Lan Ngọc. Nhưng ngay sau đó, như sực nhớ ra, Độ Mì Xì cho biết đã gặp Ngọc Nữ một lần. Độ Mì Xì cho biết, trước Tết anh được sắp xếp lịch quay quảng cáo Liên Quân sau Ninh Dương Lan Ngọc. Lúc tôi đến thì Ninh Dương Lan Ngọc quay xong rồi, nghe nói là Ninh Dương Lan Ngọc biết nhảy nên học nhanh lắm. Tôi đến chỉ thấy một bạn dáng người nhỏ nhỏ, tóc dài, đeo khẩu trang ngồi ở bàn trang điểm. Nam streamer chỉ chào hỏi mọi người rồi nhanh chóng tập trung vào công việc của mình. Mãi sau khi quay xong mới hỏi make up về Ninh Dương Lan Ngọc thì được cho biết là cô nàng đã quay xong rồi, vừa ngồi đây xong. Độ Mì Xì tiết lộ thêm, hai người không có màn collab trực tiếp với nhau mà sẽ có hiệu ứng dựng video sau đó. Mỗi người quay một cái clip riêng, sẽ có một cái phông nền màu xanh. Đạo diễn sẽ bảo Độ ơi, em tưởng tượng đây là Ninh Dương Lan Ngọc nhé. Em đập tay Ninh Dương Lan Ngọc đi. Tôi làm như thế mấy lần rồi sau đó người ta sẽ ghép lại, chứ chưa được gặp nhau bao giờ. Mặc dù chỉ là màn collab gián tiếp, song thông tin này đã khiến fan của cộng đồng Liên Quân đứng ngồi không yên. Mọi người đang thực sự trông đợi màn ra mắt chính thức của Skin Mina chị đại lắm chiêu để đón xem màn phối hợp của Độ Mì Xì và Ninh Dương Lan Ngọc. Còn một thông tin vui hẳn sẽ khiến cộng đồng game thủ Liên Quân Mobile cả nước được dịp nở mũi. Mina chị đại lắm chiêu là trang phục thứ 6 được nhà phát hành thửa riêng cho thị trường Việt Nam. Trước đó, các bộ skin xịn sò như Illumina thiên nữ áo dài, Laurel học đường, Mura MTP thần tượng học đường và gần đây là Volcat xung thiên thần tướng cũng đã đốn tim rất nhiều người chơi. Với nguyên bộ trang phục thuần Việt xịn sò như vậy, cho thấy sự ưu ái đặc biệt của hãng game lớn nhất thế giới dành tới các game thủ ở nước ta hiện nay.